Dạ vâng, em Thức Tín xin kính chào các bác. Trong video của ngày hôm nay, em sẽ mô tả và đánh giá chi tiết về chiếc đồng hồ cây cao cấp của hãng Slide các bác nhé. Vâng, đây là một cái chiếc đồng hồ cây được thiết kế rất là đẹp mắt và vỏ ngoài thì được làm từ gỗ óc chó. Vâng, vỏ ngoài của chiếc đồng hồ cây này thì được sơn phủ một cái lớp pano bóng nên là tình trạng vỏ bề ngoài lúc nào nó cũng như là mới đấy các bác nhé. Vâng, và ngoài ra thì cái chiếc đồng hồ cây này thì sở hữu cỗ máy chính hãng của thương hiệu Slide và nó có bộ gông mang tới âm thanh cực hay các bác nhé. Vâng, và trong phần cuối video em sẽ quay tới âm thanh để các bác theo dõi. Còn bây giờ thì em mời các bác nhìn là tổng quan phía ngoài của cái chiếc đồng hồ cây của hãng Slide này đây các bác nhé. Và cái chiếc này có model là 0948 và cái mẫu này thì bên em giao lưu cũng rất là nhiều rồi, và khi trưng bày vào nhà của các bác ấy thì nó trông rất là đẹp và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Vâng, nó sang trọng lắm các bạn và đẹp hơn nhiều so với các bác nhìn trong cái video này các bác nhá. Vâng, bây giờ em sẽ quay gần và mô tả chi tiết để các bác theo dõi. Chiếc đồng hồ cây này thì đến từ thương hiệu Slide và một cái thương hiệu của Mỹ các bác nhá, và nó được sản xuất tại Mỹ cũng như là nó xuất cho thị trường Mỹ. Vâng, chiếc này thì có mã số là SL831 các bác nhé. Vỏ ngoài thì có một kích thước vừa vặn theo phân khúc cao cấp, đó là chiều cao là 2m20, chiều ngang là 70 và chiều dày là 38cm, chiều dày là 48 các bác nhé. Và chiều dày 48, chiều cao là 2m2. Vâng, một kích thước khá là vừa vặn trong dòng phân khúc cao cấp đấy các bác nhé. Còn tình trạng vỏ ngoài đây các bác quan sát này, vỏ ngoài như mới luôn. Phía trên thì thiết kế theo kiểu dáng mái vỏ, có những cái đường nét, đường cong rất là đẹp mắt. Phần phía giữa này được điểm thêm, được gắn thêm, dính thêm bên ngoài các bác nhé. Đây là một cái họa tiết gỗ. Còn hai bên này là hai cái tấm gỗ trang trí và nó có cái đường viền dày khoảng 1cm. Còn cái màu gỗ khác nó tạo điểm nhấn cho mặt trước của cái chiếc đồng hồ cây này. Vâng, các bác thấy không ạ? Nó rất là mới. Vâng, cái những chiếc này thì để mấy năm, thậm chí 5 năm, 10 năm đều nó đều có cái màu sắc cũng như là tình trạng như này các bác nhá. Vâng, nó rất là đẹp ạ. Phía bên hông là cánh cửa kính này, cánh cửa lùa, có những họa tiết gỗ trang trí rất là đẹp mắt. Và bên hông này là cái tấm cánh cửa, tấm kính các bạn, tấm kính hình chữ nhật được mài vắt góc. Và những cái tấm kính này rất là mới vào trong các bạn nhé. Đây, cái cánh cửa mặt trước thì nó cũng có những cái đường mài vát này các bác này. Và còn đây là tem của bên Thức Tín của bên em. Chiếc này là mã số là SL831, cỗ máy 12 gông chính hãng của Slide, 12 gông 14/3 bản nhạc đấy. Chế độ là tắt chung đêm. Và kích thước đây, và chiếc đồng hồ cây này thì có giá 63 triệu và sẽ được bên em bảo hành lên tới 5 năm, cũng như là sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bác nhé. Và đây là một cái thông số cơ bản của chiếc đồng hồ cây này thôi. Còn mỗi một chiếc thì nó sẽ có cái độ mới cũng như là độ mới này và những cái đường vân gỗ khác nhau các bác nhé. Và đối với chiếc đồng hồ cây này thì em đánh giá là vỏ bề ngoài rất là đẹp mắt đấy. Và đây là em mở sẵn một cái cánh cửa này ra, lát nữa em sẽ quay tới âm thanh và máy để các bác theo dõi các bác nhé. Đấy, bộ gồng đấy, gồng rất hay luôn, âm thanh rất là hay. Rồi hai bên ở mặt trước là hai cái thức cột rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ cây này thì được làm từ gỗ óc chó các bác nhá, gỗ óc chó, gỗ thịt đấy. Và màu sắc thì màu nâu đỏ, cái màu này rất là sang đấy. Có cái phần chân đế đấy các bạn, phần chân đế có những cái họa tiết này, những cái đường chỉ phân tầng. Còn em quay gần hơn để các bác đánh giá về tình trạng độ mới này, nó rất là mới luôn các bác nhá. Em quay giữ một lúc để các bác nhìn cho nó chi tiết này. Còn lắc đàn, hoa văn, họa tiết ở vị trí máy, góc máy này thì các bác nhìn rõ này. Đó, đang đung đưa này, trông rất là nhẹ nhàng, thư thái. Rồi bây giờ em sẽ mở cái cánh cửa ra để quay chi tiết cho các bác về cơ cấu bên trong. Và thứ nhất là
hãng Slide. Đây, đây là cái tem của hãng Slide này các bạn. Và có cái model là 0948 1AN. Em mở cái chiếc đồng hồ cây này thì có cái mùi rất là thơm ngon nhá. Tình trạng của ba quả tạ như mới này, rất là mới. Con lắc đàn, con lắc đàn ở giữa có họa tiết đấy. Còn bộ phận mặt số đây cũng rất là đẹp luôn. Bộ phận mặt số thì chỉ có một vài vết xước nhỏ, chân chim nó nhỏ tí tí các bạn. Đây ở vị trí mà hàng ngày hàng tuần phải lên cót các bạn. Đó, hai bên nó có vết xước. Còn cái chiếc đồng hồ cây này tình trạng như nào thì em cũng mô tả chi tiết để các bác nắm được các bác nhé. Logo của thương hiệu Slide, bốn góc thì điểm thêm bốn cái họa tiết bằng đồng mạ vàng và nó màu sắc nó vàng hơn, nó nổi trội hơn. Trên là lịch tuần trăng đây, trên cái nền xanh dương. Vâng, đây là một cái chiếc đồng hồ cây cao cấp mà em đánh giá rất là đẹp đấy các bạn. Vâng, cái kiểu dáng cũng như là màu sắc của cái chiếc đồng hồ cây này thì rất là phù hợp với nội thất của các gia đình nha các bác nhé. Vâng, bên em cũng đã bán khoảng hơn 10 chiếc với cái mã số này rồi. Vâng, và khi kê vào nhà thì rất là đẹp đấy các bác nhé. Và em đảm bảo cũng như cam kết cho các bác về cái thông tin nó 100% luôn. Vâng, còn về cơ cấu bộ máy thì cái chiếc đồng hồ cây này là 12 gông 12 búa đấy, chơi 3 bản nhạc, chế độ là tắt chuông điểm giờ, tắt chuông điểm nhạc. Và phía bên này là có cả chế độ là tự động tắt chuông đêm, night off ạ. Và được sản xuất tại Mỹ đây, Made in USA. Và cả phần phía dưới cái tấm lưng thì cũng rất là đẹp đấy các bác nhé. Tấm hậu, đây gọi là tấm hậu. Vâng, và mặt sau của cái tấm hậu này thì còn được triện cái logo của thương hiệu Slide các bác nhé. Vâng, đây em đang kê sát thì em không quay máy vào trong để quay cho các bác được. Nhưng mặt sau của nó cái logo vậy. Và chiếc đồng hồ cây này là nguyên zin nguyên bản. Vâng, và bây giờ là cỗ máy này các bác. Máy chính hãng của thương hiệu Slide đây. Có cái chữ Slide trên vách. Và cái vách này được triện thêm cả các hoa văn họa tiết các bác nhé. Vâng, phần gông thì bên em cũng đã ủ gông rồi. Và cái gông của cái chiếc đồng hồ cây này mang lại âm thanh rất là hay. Máy thì như mới rồi các bác nhé. Rồi bây giờ không để các bác chờ nữa, em sẽ quay tới âm thanh để các bác theo dõi. Chiếc đồng hồ cây mang tới âm thanh rất là hay đấy các bác nhé. Vâng, chiếc đồng hồ cây có mã số là L831. Thì các bác yêu thích chiếc đồng hồ cây này thì các bác gọi điện ngay cho em các bác nhé. Số điện thoại là 0902021314. Vâng, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video này của em. Và em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo mà em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.